4m2 hay 4m ông Trình? 4m rưỡi. 4m rưỡi hả? Mới về. Hàng mới nhập. Mới nhập thốt lên thột luôn, nay đang chỉnh lèo đây. Cũ người mới ta. Mười. Mới bá trình lại là chơi lại là trình mới. Đúng. Cũ người thì mới ta. Mới về bãi diều đây là gọi là diều mới. Còn con này cũng gần 5m đây. 4m99. 4m99 ạ. Kéo đuôi được không? Không, còn thiếu con nèo nữa. Con này cũng tơi tả đời hoa rồi. Bát bấy rồi. Bát bấy rồi. Ba mấy lần trinh rồi ra đây. Đây kêu lên. Tơi tả rồi. Rồi đây hai con này nè. Con kia 3m2 xong rồi kìa. Giờ con này 4m. Con này hơn 4m này. Đang đang ráp vô này. Trời nó nắng, gió nó căng lắm. Áo nào cũng căng hết đó. Bộ nào cũng căng. Rồi, con này sắp xong. Này đang này gió rất đẹp luôn. Chuông cổ thời bảo đại giờ đó. Chuông chuông này chuông sơn màu đen để cho nó đẹp ạ. À. Mới sơn á. Đại ông sơn màu hồng á, nào ông sơn màu hồng cho đẹp. Màu hồng tuyết tuyết. Mới ngày nào mày không biết cái chi á. Rồi, sơn màu hồng á. Khắp nơi ba bánh hả? Xuống cả phòng cũng coi tí vừa về. Đúng rồi. Vừa bố cho chạy cả đường lên sơi chứ. Rồi con này xong. Công đoạn ngó, công đoạn ngó chỉnh dây lèo. Công đoạn cuối cùng. Rồi bắt đầu cho lên nhá. Ra bãi bãi chiến trường bãi bay nhá. Rồi mình đi ra bãi bay. Rồi chuẩn bị lên con này nhá. 1 2 3 chạy. Rồi chuẩn bị tiếp tục ra bãi con này nhá. Rồi chuẩn bị lên con này. Rồi chuẩn bị lên con này nhá. 1 2 3 lên. Rồi còn con đang ráp nha. Đó là lại rồi. Công. Nãy miệng ấy sơn bằng gỗ gì mà sơn hay bằng nhựa? Này bằng nhựa đâu. Nào bằng nhựa. Này miệng này này. Rộng nhựa không? Ổ mà. Ổ hả? Sơn lên á. Ủa cái sơn lại à hả? Chứ không phải là dán nữa. Bữa đó dán mà. Con này về mới về đang chờ xíu đang chỉnh lèo nhá. Anh Hoàng. Cho em cho chuẩn bị đi. Cột bình thường đi. Có bị cột đâu.
nhăn quá rồi nè. À, gió chân mặn phết mà gió ở trên lại không có được mấy. Con nó gặp vậy, con nó bay ác phết đấy. Gió mà êm nó bay mấy đấy, hai cắn úp vào nhau. Các bạn nhìn thấy ở xa xa bên chung cư bên bài khí động học được không? Đó, bên kia bên khí động học đó có mấy con bạch tuộc đang bay đó nha. Xa xa. Chút xíu nữa mới lên nhiều nha. Ở bên bãi khí động học chiều nay là rất nhiều loại diều, tí xíu mình sẽ qua mình review ở bên đó nha các bạn nha. Giờ mình đang qua review bãi diều sáo đã. Chip mày đâu mà ngó nhiều quá chip. Ừ. Đâu có đâu, sao mà. Đấy, bây giờ đo. Đo hai bên này chuẩn rồi thì ráp cái khung này vào trước để đo chuẩn rồi. Không chuẩn thì mình tự tăng cái dây này lên đấy. Rồi, chít chít cho đều quá. À, anh chị Hưng. Đâu anh chị Hưng đâu? Đâu ăn đâu, gió đang hỗn mà. Hưng ơi. Hưng đang chạy về kìa. Đó bây giờ với anh Jay Hưng rồi đấy. Rồi ra rồi. Đang gió đang
lấy dây đo từ đầu này, không có điều chỉnh cái từ chín chín cái dây này vào nó đắc vào. Ngoài bãi cho bố tự gấp vậy. Lại nắp đuôi trước cái khóa vậy. Nắp đuôi trước cái khóa vậy. Đâu đó. Mới mắt thấy nó nắp không hết khung. Tháo đấy, sao tháo rồi? Cá khung không hết khung. Rồi, giờ ngon rồi. Vừa có anh bị treo sáo dây hay dây chip vậy? Không keo nó hơi tạt ngang qua cái thôi. Tập trung bây giờ tới chiếc Trung Quốc là đùm vào lại thành tích. Nó cứ xả vậy là chịu rồi. Nó xả vậy xuống. Giờ lên dính con Hưng. Đó giờ lên dựng dính con Hưng 100%. Đó dính rồi. Con Hưng nó đang rớt. Thôi cứ để con Hưng nó rớt nó bốc lên là được anh Hào ơi, không sao đâu. Nó bốc lên thì không bốc rồi đùm mất rồi làm cho vào. Kìa bốc rồi kìa. Bốc rồi. Đó. Ra rồi. Lại bốc rồi nữa. Gió này nhức đầu này. Đó lại cất lên úi dù nó cất. Mà con bên này cất mà con bên này lại tụt gió đó, hả? Bên này cất à? 4 5 con này cất mà bên này lại tụt này heo. Tầm dưới. Hai gió không đều. 100% thì cần đâu. Cái cất cái tụt hết rồi. Đáo. Hay dây này luôn không? Đúng rồi. Hay dây này luôn không? Ai biết được anh hay cái à? Hay luôn đấy chưa? Hay cắt đi. Đâu con dao vào đấy đâu rồi? Ở bên bãi diều khí động học đang có rất nhiều con diều nha các bạn nhé. Bạn nhìn thấy chưa? Bên khí động học đang có 3 4 con, 6 7 con khí động học lớn rồi. 3 con tuộc rồi. Một con chứa này. Một con đầu ếch này, một con đồng đồng lòng lọc này. Này đang công đoạn chỉnh cháo chỉnh dây lèo, con này mới về nha, chưa bay được lèo nào cả, đây là hôm đầu tiên đấy. Rồi đang đáp ông sáo vô. Bảy lọ không? 70. Ngắn quá. Ngắn nó không? Ngắn quá. Ngắn quá. Đẹp, không ngắn. Mấy làm cái này là dính lắm, theo năm ngày hai vào nó lắm tốt. Nó đều đó chưa đó, vẫn tụ vẫn chưa nghe được tiếng sáo. Có nói chung là nó thế. Trên bầu trời của chúng ta đây đang có 2 này, 3 4 5 6 này, 7 8 con này. 9 con. 9 con. Ghi âm vậy chứ ngoài đánh 9 con. Mình điều nó. Có con
mình dài hơn con bình nhỉ. Đây con anh cái con đuôi dài kìa, vẫn dài hơn đúng không? Nó nhìn nó bằng bằng nhỉ. Chó này nó ấy đó, chó này nó không con mình bằng nhau đâu rồi. Bởi con của em cao hơn nhiều ý. Con này em cao phải hơn 38, con dài 4 mét. Con của em cao hơn phải mười mấy mét. Con lên trời con lá cây. Trung gốc à? Đi chó hổn đó. Con của Hùng ấy nó lên rồi, á không? Biết chó hổn phải em mẹ. Kiểu tính ra hay mua rẻ đây cho anh chuyển cả triệu nhỉ? Con có 500 mấy mà. Ông 500 rưỡi hay 500 thì gọi nhân 500 đi. 500 là hơn em 60 mét. 518 mét à? Ừ. 502. Chỗ này rẻ mà. Má nó kêu. Dây xịt này. Đúng rồi mà. Vùng mềm đúng không? Vùng mềm. Em mua đâu đây? Đây cũng cái này mua khoảng tín. Còn cái kia em đang đặt ở ngoài rồi. Này khoảng tín là 1.800.000. 4.5 rưỡi, 23, 1.850, 23, 23. Thực ra 4 mét, 23 là vừa rồi. Đấy. Em lấy 25 luôn rồi. Rồi công đoạn. Đây, bên này nữa anh ơi. Kìa bên này nữa. Em buộc kiểu khác, nó buộc nữa không, nó buộc kiểu này nữa. Con này mua triệu không? Con này hả? Ừ. Con này triệu á. Triệu con triệu nhưng mà nó xài lâu rồi. Chơi cả mùa hai mùa rồi. Này con mới sơn lại mà. Này của thằng em rẻ nó gửi vào, nó kêu nó mua xài mùa hai mùa, em đưa cho xài chơi mà. Anh cứ xài đi, em có chơi gì không đâu, bán hết rồi. Thằng em để gửi rồi. Thì mẹ em để cho cái gì nghĩa không có anh mạnh ai đi. Thế nó đưa mình xài chứ nó có xài được. Ừ, thế là được. Thế rồi kêu nó anh gửi tiền mà nó có dám lấy đâu. Là cái thằng mà bữa rồi đặt á. Là nó đéo có, nó ok rồi, trong đéo có 3k mà nó đặt áo về rồi. Là trước thằng công sơn á. Hàng lồn nó đặt áo rồi là bắt buộc nó phải lên đầu xe là nó tính nó mua nặng bộ còng này nè. Nhưng mà cái thằng chính nó chưa thôi đâu, trong anh ta vào cái nào cái thằng đấy nhớ 36 là con quả này có 36 dính dây hả hay sao? Nghe gió hỗn phết ạ. Rồi chữ A nữa, cột cái A, chữ A vào cho nó có được A nữa. Nay bên khí động học đẹp phết á. Nay bên khí động học quá chừng chừng nhiều rồi. Nay bên khí động học nhiều lắm đó. Rồi đang cột chữ A nữa thôi. Cái dây đó, dây trắng để cột dây đuôi không chuyện ơi? Để có dây đuôi chưa? Được, nói chung em mới nhăng phải như cũng cứa mà cũng có được lâu rất được. Dây học giáo ngắn tí sắp xong rồi đấy. Trên khỏi trên chốt rồi. Còn đâu không ơi? Còn đâu? Cột đó thôi. Rồi sắp xong công đoạn sắp xong. Rồi bắt đầu đi ra đâm một con này nhá.
con này là ráp tôi nãy giờ bắt đầu mới đến em nha. Rồi chuẩn bị lên con này nhá, con này leo đầu tiên luôn. Nay vừa về cột từ nãy giờ, các bạn thấy cột từ nãy giờ đó. Lên. Rồi anh em đang giờ chiều đây, các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón thêm những video thả diều của mình hàng ngày nhé. Còn bên kia là bãi diều khí động học các bạn nhé. Mình sẽ quay mình review cái bãi diều khí động học cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.